Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì hôm nay thì mình sẽ làm một content về cái Phật tổ nhé mọi người. Buddha. Ok, xem sẵn sàng quay nha anh em. Tôi ăn nha. Và Buddha thì mình sẽ kết hợp với gọi là cái đinh ba rồng. Ok, thì đợi đổi server đã. Rồi mình sẽ trang bị cái đinh ba rồng lên anh em ạ. Trang bị cái đinh ba dòng lên và ra đây tham chiến cùng mấy anh em Temer. Và đặc biệt ở đây có một bạn 30 mấy bao tiền ở đây. Ok, ra đây quẩy nào anh em. Nó đang V4 rồi mọi người, nhưng mình đang Buha nhá. Đinh ba dòng Spammer Buha thì anh em bảo là Spammer mà. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ làm đúng chất Spammer cho anh em xem. Mặc dù là thỉnh thoảng cũng dùng chiêu, nhưng mà sẽ đa số sẽ là phòng áp Phật tổ để Spammer cho nó sướng nha anh em. Đặc biệt là cái đinh ba dòng của mình nó cũng không được khỏe lắm. Là hai đinh ba dòng thì anh em biết là nó không khỏe, là chỉ để Spammer và anh em mình chém thường thôi. Chém thường bạn fan vào đây cùng mình nhá. Nhưng mà bạn ấy đang ở trong, bạn đang ơi sẽ bị hai thằng V4 nó dí này anh em. Thực ra ở đây có 4 người cơ. Thì không biết là nó dí ai, nhưng hai thằng kia nó dí mình. May quá có một bạn ra cản trở. Mấy thằng chơi trái không gian này rất là khó chịu, đặc biệt là khi mình dùng trái Phật tổ này thì có vẻ là mình đang kiểu như là mục tiêu và trở thành một cái bao cát di động cho tụi nó, để tụi nó săn mình mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta chơi thì chúng ta phải có chiến thuật đấy, thả ra nhưng mà không ấy đâu, lại còn ông băng nữa mọi người ạ. Dính ông băng cái là tôi lên mảng đánh số ngay lập tức luôn đấy mọi người ạ. Ông băng mà ông ném trúng ai phát là nhâu vào là hy sinh luôn, chứ đừng nói chuyện là đấy. Sời ôi anh em thấy không, đinh ba rồng cái vùng của nó rất là rộng đấy, spam rất là sướng luôn. Spam đinh ba rồng rất là sướng, nhưng mà mình đang bị dính rất là nhiều sát thương. May là ở cái tộc gọi là ở cái trái Phật tổ này nó có rất nhiều giáp. Một ui giời, double kill kìa anh em ơi. Ui hai ông tiền thưởng rất là cao luôn, chứ không phải là một đâu mọi người ạ. Double kill phát đấy luôn, có triple kill hay không? Chưa. Chưa được anh em, chưa phải không được, chưa được. Nhưng sẽ đấy, nhưng mà phát này xa quá, không thể nào tính nó triple kill được. Chúc anh em buổi trưa xem vui vẻ nhá. Thì ít nữa thì chắc là mình sẽ cách hôm mình làm một cái video cho mình xem cho nó ấy, chứ mình giờ này thấy tương tác kém quá, mình không muốn là đăng nhiều nữa rồi. Mình đang cố gắng rồi, hết sức là cố gắng để tạo ra những cái content, nhưng mà anh em không có nhận mấy, với lại anh em xem anh em không ra bớt chút thời gian ra anh em like cho mình một cái hoặc là comment ở dưới cũng được. Anh em rất là chán nhá. Xong này đấy, bắt đến phát chúng ta phải thổi kèn, thổi sâu guitar ngay, thổi led của sâu guitar ngay, khống chế nó, chúng ta nhấn vào chạy vào. Ui giời, ông này làm sao đấy, ông này định dìm mình nhưng không được mọi người ạ. Định dìm đấy, Davi FX dìm anh này. Mày định dìm ai? Thôi mấy anh em nó ra không chơi nữa rồi. Thôi mình sẽ phải đổi server thôi mọi người ạ. Đổi server nhá anh em. Đổi server thì chỉ chơi được một xíu thôi, và đổi sang một server. Ui dồi ôi, server này toàn anh em người nhà thôi mọi người ạ. Toàn anh em người nhà thôi, nhưng mà khi mình đăng video này lên thì không biết anh em người nhà mình có vào like hay là chia sẻ cho mình hay không. Toàn người nhà đấy. Ấy trời ơi, ông nào chơi Mochi đấy, ông bạn fan chơi Mochi đấy. Ông fan chơi Mochi. Vâng, rất là ấy. Huy đóng cửa, Huy đóng cửa vào cho bạn. Mochi này. Rồi, hóa Phật nha. Hóa Phật này. Ui giời. Mochi là. Rồi đâu rồi? Chưa lên rồi anh em ạ. Đã lên Thịnh 66 là đến mấy số. Bạn Thịnh này thì cũng là fan của mình rất lâu rồi. Bạn này chơi với mình rất là lâu rồi, từ cái thời mấy tháng về trước Tết rồi. Bạn này bên Hải Tặc thì 30 bảo OT rồi. Nhưng bên Hải Quân thì mới có mấy mờ thôi mọi người ạ.
Anh em xem video đến đây thì anh em nhớ ra ngoài thu nhỏ cái màn hình lại, anh em nhấn like cho mình với nhá. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình nha. Em mình đang cống hiến cho anh em sau những giờ học mệt mỏi về thì là chúng ta sẽ đi giao lưu văn hóa văn nghệ. Hôm nay thì chơi bù ha nhá, Phật tổ nhá mọi người. Chơi Phật tổ trở thành một streamer vĩ đại. Video này nó chỉ có hai mấy phút thôi nên anh em cố gắng xem hết cho mình nhá. Và quảng cáo thì anh em cố gắng giữ quảng cáo một xíu để cho nó có tí thu nhập nhá. Dạo này tương tác ít nên là mỗi ngày chỉ có được độ 5-7 nghìn, lại như được quay về thời tiền sử rồi mọi người. Quay về thời tiền sử rất là buồn. Trời đang mưa rất là to, trời tối mưa rất là to. Và hiện tại thì bây giờ mọi người nhìn thấy vừa nãy, mọi người nhìn thấy cũng khá là muộn rồi chứ không phải sớm đâu nhá mọi người. Anh em nào mà hôm nay mình về sớm nên là mình có thể là quay được sớm đấy, về sớm quay sớm cho mọi người. Úi trời ơi, hồi chiều thì có bảo thằng Hoàng nó quay nhưng không biết là nó dùng combo gì mình chưa thèm xem, nhưng mà mình sẽ về mình sẽ chơi combo gì nhỉ, Bù Ha và Đinh Ba Rồng đi. Dragon Children. Đâu rồi anh em làm gì đấy? Đánh luôn kìa. Ui dồi ôi, giải độc kìa mọi người ơi. Giải độc mình ở đây. Làm gì mình đang nhắn tin dở. Kết thật đấy, tí nữa thì lên bản đến số luôn mọi người. Bạn này giả độc một phát đấy mà bạn dê 4 lên chắc là mình lên bản đến số rồi đấy. Đấy, rất là nguy hiểm, anh em đông cũng không phải là một cái lợi thế gì đâu mọi người ạ. Anh em không binh mình đâu mà anh em ra đây lại chơi cái chùa này nó mới cay chứ anh em ạ. Thế nó mới ác. Đấy, toàn Phật toàn không gian mọi người ơi. Anh em nhà mình toàn không gian với lại đấy thôi, để kiểu thỉnh thoảng nói chung là mình kết bạn cũng khá là nhiều đấy. Không biết là bạn những bạn ấy là những bạn nào cả, nhưng có một số bạn vào ấy nghe Hoàng kể từ vào thì đang đánh nhau tự dưng ông ra ông dìm lava, thế nên mới ác. Thế là lại phải xóa kết bạn mọi người ạ. Nên là mọi người mà chơi ví dụ mà BB với Hoàng mà gì gì đấy thì mọi người đừng đang đánh nhau ra dìm lava nó ấy nhá. Khi thấy Hoàng mà chơi những cái trái mà không phải là không gian, Hoàng nó không hầu như là không dìm lava đâu, chủ yếu là ví dụ mà khi nào mà đông quá temer quá cay thì nó mới thế ấy thôi. Hoặc là khi nào mà anh bảo ví dụ anh làm video là dìm lava thì lúc đấy là dìm lava chứ không bình thường, không phải dìm lava đâu nha mọi người. Không thích cái kiểu này lắm nên là anh em lưu ý cái vấn đề nha. Kết bạn rồi nhưng mà mọi người chơi thì mọi người thấy người ta chơi những cái trái nó rất là cùi đấy, mà anh em ra anh em dìm lava khi chơi với idol mới dìm lava thế là không được đâu nha. Nó sẽ xóa kết bạn đấy, mọi người không biết là mình vào để làm gì. Nói chung là anh cũng không cần một cái bạn mà kiểu như là chơi cái kiểu đá như thế đâu. Đấy, đang chiến tranh giữa biển mọi người, chiến tranh ở biển. Đâm ra là mình phải bật V4 lên để chiến đấu với mấy thanh niên này và xem thanh niên nào sẽ trụ lại được ở đây. Mặc dù rất là đông nhưng mà Bù Ha mà ở biển ra vẫn có 3 người mọi người, vẫn 3 anh em đang vẫn vậy. Một ông rồi, đâu rồi, còn ai nữa đâu, đây này hai bu đi kìa anh em. Ông này dùng bu đi và ông này dùng bu đi về bù đi với anh. Bắn phát đấy trúng sao ấy, thấy máu nảy lên đấy. Bù đi này, đấy bù đi với anh này, không gian với anh này, đùa với anh à. Anh là bao cát di động mà các sinh vật đùa làm sao được mà đùa. Đấy cầm đây cứ thế mà quẩy theo chém thôi anh em ạ. Và đặc biệt là mọi người thấy mình đang cầm cây đinh ba dòng có dòng Blessling nhưng mà dòng nó là dòng Lightning chứ không phải Burning nha. Dòng Lightning, cái dòng Zed giống như song kiếm của mình nhé. Hồi về đây à? Hồi anh về đây à? Úi trời ơi, thằng này thằng NPC rồi.
chết 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 chết, lại ông đập như là đập đấy rồi. Ui rồi ôi, thế là bạn ấy đã lên bảng điểm số mọi người, bị Buha bật về nên là cho lên bảng điểm số luôn. Rồi bây giờ ra về đúng cái vùng đất thân yêu của chúng ta, vùng đất C2 thân yêu của chúng ta. Và như anh em thấy thì mình lại ở đây gặp lại gặp mấy ông băng này vậy. Ai xả băng lại Mochi này, toàn khống chế này anh em, giết người. May thoát thân được mọi người ạ, may thoát thân được chứ đồng dưới kia nó dí gì châu cũng phải hẹo thôi, nhưng mà nó giết rồi. Vâng, phần mấy bạn yếu này kiểu như là kiến giết voi ấy, mọi người, kiến giết voi. Con voi có to đến mấy thì nhiều con kiến nó cắn cũng chết thôi. Nên là anh em đừng nói chung là chơi cái này vui thôi, không phải là bất tử gì cả. Spam thì mọi người cũng phải có tài thì mọi người spam nó mới ổn đúng không? Chứ không thì cứ phá phát tổ lên thì cũng vẫn hẹo thôi mọi người ạ. Chứ không phải là tổ mọi người ạ. Phát tổ thì phát tổ thân hình to dễ bị bắt. Đấy lại bị bắt rồi đấy. Cảm giác dễ bị bắt vãi luôn ý. Úi sửa đấy mấy anh em thấy không? Mọi người thấy không? Mấy bạn đây cứ nhông vào lúc ấy không muốn chạy được luôn ý. Cảm giác nó như bị lag luôn ý. Thế nó mới nhục. Né ra đây tí. Né ra đây tí. Một thôi cứ ra đây quần chiến cho nó vui. Ra đây quần chiến cho nó vui. Ai hạ được thì hạ thôi. Có gì đâu. Xuống. Rồi một ông Zimuru Sokyu. Ông nào đấy? À ông mang gì? Ông 30 triệu đồng kinh nghiệm. Cái một lần vẫn chưa thể nào. Chưa. Ui giời, lại lava với anh à. Thằng Dương Phong này lại lava với anh. Đang Phật tổ mà. Đang Phật tổ mini còn bật lava kéo anh. Làm sao mà kéo được. Ai xa. Lại phải chạy về mọi người. Không thằng nào ra, không thể nào là di chuyển mình về nữa mới ác gì. Muốn ngủ quá, không mỏi tay nữa. Sau những giây phút làm việc và học tập căng thẳng thì anh em đã có một cái giây phút thư giãn rất là gọi là khét lẹt anh em. Phải nói là khét lẹt. Nó còn ai nữa không để mình đi nào. Anh em vãn bớt rồi mọi người. Vãn bớt rồi. Thôi tí nữa để mình đổi. Úi giời, anh nhìn kìa, lên nhanh lên bản này tố quá. Đấy như đầu video anh em thấy. Cái bộ combo này đặc biệt với cái tộc người máy này thì nó V4 lên nó bật khi nó gây sát thương nó còn đốt nữa cơ mọi người. Khi nó đánh trúng ai nó còn đốt nữa. Đấy chưa tính là cái tộc chưa tính ăn cháy Phật tổ vào thì hóa Phật tổ lên chém chay thì kiểu gì cũng gây sát thương. Ông này lại hút anh à. Anh ra ngoài anh bật đan nên anh gẩy đan lên cho mày xem này. Gẩy đan nhưng mà nó đấy vẫn dính kìa. Lên là nó phải lên bảng điểm số rồi. Nhanh quá. Ôi giời ơi quá. Một bạn đang đứng ở trên xem. Vâng. Một người anh em của tôi đang đứng ở bên trên này xem. Và rất là nhiều bạn bảo úi giời ơi ông kia phải ra đây đánh luôn rồi kìa. Tình thật sự luôn ấy. Làm sao em đã lên bảng đếm số rồi, nhanh quá đi đốt thế kia cơ mà mọi người ơi. 17k máu thì làm sao mà đỡ được. Thôi có lẽ là đổi server thôi. Đây có mấy thằng em nó đang đứng ở đây long cái gì đây, long ve gì đây. Lộn. Thôi anh đi nha các em. Và tí nữa thì mình sẽ đổi xong kiếm nhé mọi người. Tí mình sẽ đổi xong kiếm. Chơi một nốt một cái này một đoạn nữa. Mình tí lắc đổi xong kiếm chơi xem nó như nào. Mình nghĩ là xong kiếm chơi. Mình cảm thấy bây giờ là cái tinh ba rồng hợp với cái mua hàng này hơn đấy mọi người ạ. Khi quần chiến làm chậm và đánh rất là sướng luôn ấy. Đặc biệt là cái đinh ba của mình nó cũng có dòng
Lightning nên ra là chém một người nó lan ra thẳng bên cạnh ấy. Nó cũng có sát thương rất là lớn đấy, không phải đùa đâu mọi người ạ. Rất dễ là có khả năng double kill và triple kill, quadra kill, mega kill các thứ. Mặc dù là mình chơi cả Roblox nhưng mà mình gọi là rất là thích chơi liên quân đấy, nên anh em thông cảm nhá, thỉnh thoảng pha tí gọi là liên quân vào đấy cho nó pha đấy thì cho nó vui nhá. Giảm đến số mắc ghê. Ôi dồi ôi, bạn kia ao luôn rồi mọi người ạ. Bạn 11 triệu mà à đây 11 triệu phải 11,9 triệu thì vẫn ở đây này mọi người. Không ra nữa rồi. Không ra nữa rồi. À đang đổ trái. Mochi. Ồ. Khá lắm em ạ. Chưa bật. Khá lắm. Lại có pơ cơ à. Giàu thế nhỉ. Đổi trái à. Rồi, đổi đi. Đổi thì sao? Không đổi thì sao? Rồi. Ôi giời, nó đập cũng phê quá anh em ạ. Bác, rồi, xong không? Chém chay đấy. Chém chay sát thương gọi là không lớn lắm, không nhiều lắm nhưng mà thôi cũng ổn mọi người. Rồi, đấy, làm sao mà đỡ được? Hai mạng rồi, không biết là còn ra nữa không đây. Mình nhảy đây tí xem thanh niên này có cay ra đây này, làm nốt mạng nữa rồi mình cũng không cần tiền thưởng nữa đâu, nhưng mà thôi thì ra thì mình chiều thôi. Làm sao biết được đi trái tim anh yêu em nhiều như thế, muốn gần bên em nhưng mỗi giây lại lo. Lo cái gì lo, có ra không? Ra đây rồi, ra rồi. Mochi này né được rồi. Mochi với anh này, Mochi với anh này. Anh em bảo là nó ăn được mình phát này không? Ui dồi ôi, mình đang đấy rất là đầy máu và nó chỉ còn nửa cái máu thôi. Mặc dù là... Ui dồi ôi. Bằng máu nhau rồi đấy nhá. Được rồi, bằng máu nhau rồi đấy nhá. Nhưng mà xong rồi, thôi đổi server anh em ạ. Đổi server. Và bây giờ thì mình sẽ cùng song kiếm Oren. Nhưng mà server này đông quá. Đông quá chết rồi, đông quá thế này không biết là thế nào vào phát gặp mấy ông đông như thế này, còn có cả ông trời băng nữa kìa, thống cho một cái. Ôi rồi ôi, anh em xem đến đây thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Có rất là nhiều anh em xem không like và đăng ký kênh cho mình thì cả anh em chẳng mất cái gì cả, nhưng mình mất là rất là nhiều sức, rất là nhiều công để làm video rồi cắt những cái đoạn để xem vào các thứ. Nói chung là mất rất là nhiều công sức để làm ra một cái video. Nếu mà mọi người cứ thử làm một cái video dài 5 phút nó sẽ tính ra mất rất là nhiều thời gian đấy. Nên là anh em có yêu mến mình thì anh em nhớ ra like và đăng ký giúp mình với nhá. Tiện thì cứ điểm danh ở bên dưới cái phần mô tả cho mình, phần comment ở phía dưới cho mình nhá. Rồi một thanh niên đã lên mặt, ui giời, hai thanh niên đã lên mặt số, kèm rất là ngọt. Rồi có ăn chạy được không? Rồi mấy thanh niên có lượng tiền thưởng thấp như thế này thì chém vài cái là bạn ra đi rồi. Oh my god, đây rồi. xong mày đấy. Vẫn cái bài cũ thôi. God Human bắt chúng xong nó đẩy ra thì mình dí cái sâu vào mặt nó thôi. Mình lao lên lắm. Đấy anh em ạ. Rồi hoa phát tổ lên. Bốc quét ra đây. Đồng này không biết là hy sinh lúc nào cả. Đồng thế này không biết hy sinh lúc nào mà mình lại không vừa để bỏ cái cây đinh ba ra rồi. Thì đâm ra là mọi người ạ. Đâm ra là không thể nào spam làm chậm được để chém. Thế nên là chỉ có cách là chúng ta sẽ phải lựa thôi. Cái đinh ba nó rất là lợi thế mà, và nó rất là dễ lấy nhá mọi người. Nó rất là dễ lấy nên anh em cố gắng mà lấy cái cây đinh ba cầm phần tổ đi mà. Rồi thanh niên này đã lên bảng điểm số lần tiếp theo rồi. Còn hai thanh niên này ra đây à? Ít nữa thì mình cũng xin thông báo like rồi. Gần đây thì mình thấy anh em tương tác ít quá, tương tác ít là một này. Anh em kiểu là
like, không, không cái gì comment, không gì cả. Ôi, dưới đó mọi người, mình phải kiếm chỗ mình rờ lên mới được. Thổi mặc định bàn phím mới rờ lên được mọi người, mặc định bàn phím thì mới rờ được. Anh tha cho em nên em rất là ghét server này, rất là đông, quá là đông luôn mọi người. Rất ít chị AC mà gặp một cái server nó đông như này, nên là ở đây có mà hy sinh thì cũng đáng thôi, cũng rất là đáng. Ai sẽ là người hạ được mình đầu tiên? Và anh em có muốn lên cái kèo mà năm con thú chơi với nhau, ví dụ 5 kit với lại 5 Buha chẳng hạn, 5 kit với 5 T-Rex, 5 kit với 5 nói chung là cái thú là được, hoặc là có hóa hay vũ trụ. Ông gì kia, ông Ayaya kìa, ông Ayaya, hai thằng nó đánh mình phát đấy, mình đi lên bảng điểm số đấy mọi người. Thế mới buồn, nhưng không buồn lắm, bình thường, bình thường mà. Phải đổi lại để nhấp để di chuyển đấy, đổi lại nhấp để di chuyển để nhảy cao nhé mọi người, nhảy cao để rượt cho nó sướng. Ôi cái thằng Huy nó vừa rồi nó vẫn mở xem tin nên nó ngủ rồi mọi người ạ. Ây da, còn vài phút nữa sẽ rời xa, đi cơ đưa anh về xứ lạ, giọt lệ còn vương đôi mắt em, xa nhau em ơi ngày sắp tới, anh sẽ cô đơn giữa em sẽ buồn khi nắng mưa, biết đến bao ngày sẽ gặp lại, yêu đương cho nhau còn hay hết, vài phút bên nhau rồi ăn chúng ta cách xa sẽ vĩnh viễn không đổi thay, dẫu cách xa ngút ngàn muốn sống bên nhau nhưng lòng anh cứ mơ hoài bỗng dâng khắc, tim em sẽ đau dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương khi không còn gặp gỡ, muốn sống bên em nhưng lòng anh vẫn mơ hoài bỗng dâng khắc, người ơi em muốn gửi anh. Bù đi à, bù đi này, bù đi à, bù đi với anh, bù đi với anh, bù đi với anh này. Đấy, anh em thấy vừa nãy lên bảng điểm số một lần đấy, thế là mẹ chứ lại hai ông dí mình vào thì cao quá, mà hai ông dí mình lúc đấy mình cũng không còn nhiều máu nữa, không chạy được, nó đốt về buồn, nó đốt buồn ngủ quá. Chắc có lẽ là video của mình cũng chuẩn bị phải nói lời kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Chúc anh em có những giây phút xem phim thật là vui vẻ nhá. Và anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Anh em bỏ chút thời gian ra nhấn like cho mình này, nhấn comment cái cảm nhận của các bạn về cái video này nhá, thì để mình có thêm động lực để mình ra tiếp, ra nhiều hơn những cái video, là cố gắng làm hơn những cái kiểu như là combo cho mọi người xem. Tuần sau thì mình sẽ đi làm cả đêm rồi, thì mình sẽ cố gắng cày thông thạo một số trái để cho nó lên mắt, để có thể là làm video cho anh em xem được nhiều cái hơn. Vì muốn thể hiện được cái sức mạnh của một cái trái hay là cái bộ combo nào đấy thì thông thạo nó phải mắc thì nó mới ổn. Ok, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye mọi người nha.